là một trong những mẫu laptop mỏng nhẹ nhất phân khúc laptop gaming. Ngay từ cái tên thôi, MSI GF65 Thin, các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được đây là một mẫu laptop thiên về mỏng nhẹ rồi. Vẫn là hai tông màu đỏ đen cổ điển của các dòng máy gaming, thiết kế khá là tương tự đối với thế hệ tiền nhiệm là GF63, mang tính lịch lãm, thanh lịch nhiều hơn là một sự hầm hố ở một dòng máy gaming. Thì được trau chuốt khá nhiều về mặt thiết kế, năm máy và phần bàn phím sẽ được làm bằng nhôm phay xước tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn. Mặt lưng thì sẽ được thiết kế theo phong cách tối giản, sẽ chỉ có một logo MSI với biểu tượng rồng đỏ nằm ở chính giữa máy. Tất cả các phần còn lại của máy thì sẽ đều được làm bằng nhựa để cho máy giữ được trọng lượng nhẹ là 1,8 kg, sẽ giúp cho các bạn cảm thấy không là quá nặng nề khi cần phải mang đi di chuyển nhiều nơi. Phần bàn lề thì các bạn có thể mở được bằng một tay. Viền màn hình mỏng sẽ tạo cho cảm giác các bạn sẽ có góc nhìn rộng hơn này. Phần màn hình thì sẽ là 15,6 inch Full HD tấm nền IPS. Tần số quét là 144Hz tiêu chuẩn của một mẫu laptop gaming. Thế nên là nếu như các bạn chơi game FPS thì sẽ cho các bạn đạt được cấu hình cao nhất với tốc độ và các chi tiết hình ảnh cực kỳ rõ nét. Ở đây thì cũng giống như các dòng laptop khác thì GF65 cũng sẽ được trang bị webcam ở cạnh trên màn hình, sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên phải học online hay là video call với gia đình và bạn bè. Phần bàn phím thì sẽ được tinh chỉnh khoảng cách với nhau khá là hợp lý và thiết kế quen thuộc để người dùng không mất thời gian để làm quen. Các nút bấm thì có gờ nổi lên này và làm lớn hơn sẽ giúp tăng độ chính xác khi các bạn nhấn phím. Tuy nhiên thì hành trình phím khá là nông, thế nên là cảm giác bấm sẽ không được êm cho lắm. Điểm chung thường thấy của các dòng MSI là hệ thống phím sẽ được trang bị đèn LED đỏ nổi bật trên nền phím đen. Màu sắc tương phản này thì sẽ một phần làm đẹp cho tổng thể máy này, một phần sẽ tăng kích thích thị giác và nhận dạng phím rõ ràng hơn trong điều kiện các bạn chơi trong điều kiện là thiếu sáng. Phần touch bar thì sẽ có kích thước lớn tạo cảm giác không gian rộng khi di trượt. Tuy nhiên thì bề mặt sẽ được chỉ được làm từ nhựa. Và vì là laptop gaming thế nên là các bạn vẫn sẽ thường sử dụng chuột rời nhiều hơn. Và chắc chắn là với mức giá hơn 28 triệu đồng mà có hẳn RTX 3060 thì anh em cũng đang mong chờ về mặt hiệu năng đúng không? Và để cho các bạn hình dung được là mua laptop lời như thế nào thì RTX 3060 dành cho PC hiện nay thì đang có mức giá là khoảng hơn 20 triệu mà chỉ với khoảng 28 triệu đồng thôi. Các bạn đã có một mẫu laptop có đầy đủ mọi thứ lại còn được trang bị sẵn RTX 3060. Thì đây sẽ là cấu hình cực kỳ phù hợp để chơi game với CPU là Intel Core i5-10300H 4x8 luồng. RAM thì mặc dù đã được lắp sẵn là 2 thanh 8GB, thế nhưng mà nếu các bạn thấy cần thiết thì vẫn có thể nâng cấp lên thành 2 thanh 32GB, tối đa là 64GB. Ổ cứng sẽ là 512GB, có thể nâng cấp thêm ổ cứng và các đồ họa là RTX 3060 Max-Q mới nhất. Trải nghiệm hiệu năng của máy thì sẽ thông qua phần test game nhé. MSI thì đã tỏ ra lắng nghe người dùng hơn khi mà GF65 thì đã được trang bị tản nhiệt Colorpus 5 độc quyền với hai quạt tản nhiệt, có cụm tản nhiệt riêng cho CPU và GPU với 6 ống đồng dẫn nhiệt ở mặt đáy sẽ giúp cho laptop của các bạn mát mẻ khi hoạt động với hiệu năng cao. Lý do mà GF65 cực kỳ được lòng người dùng cũng là nhờ RTX 3060 với một loạt các công nghệ như là có Ray Tracing này sẽ đem lại hình ảnh cực kỳ chân thực. Tiếp theo là công nghệ Dynamic Boost 2.0 cho phép tự động điều chỉnh lượng điện năng cung cấp cho GPU và CPU để có thể cải thiện được hiệu năng của hệ thống. Ở GF65 thì các bạn sẽ được cài đặt sẵn hai phần mềm từ hãng sản xuất. Một là Dragon Center, quá quen thuộc với những ai đang dùng MSI, thì là một phần mềm độc quyền của MSI sẽ giúp các bạn điều chỉnh chiếc laptop của mình theo ý muốn. Thứ hai là MSI App Player, được MSI phát triển độc quyền với cả BlueStacks sẽ đem lại sự mượt mà khi chơi game mobile trên laptop.
Cổng kết nối thì cũng tương đối là đầy đủ, được đặt hết ở phía bên cạnh phải của máy. Hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, cổng mạng LAN, một jack audio mạ vàng và một cổng HDMI. GF65 cũng có thông số pin cũng khá là ấn tượng là 51Wh. Nhưng mà với lắp cấu hình cao như thế này thì mình nghĩ các bạn vẫn nên vừa cắm sạc vừa sử dụng để ổn định hiệu năng cũng như là có thể tăng được tuổi thọ cho laptop. Và hiện tại thì với gói quà tặng và khuyến mại lên đến hơn 3 triệu đồng thì đường link sản phẩm cũng như là chương trình khuyến mại mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.